dạ em chào cả nhà mình hôm nay mọi người cùng em thu hoạch những cái phần rau củ quả mà em trồng được trong khu vườn nhỏ của em nha đây là những quả mướp hương thái dài nè anh chị còn đây là những quả cà ngọt nè mọi người mà thích ăn cà sống á thì nên dùng cái loại cà này ăn nó rất là ngon giòn và ngọt anh chị cà ngọt này mà mình ăn sống và chấm cùng với mắm rút là hao cơm lắm đó nha cả nhà còn đây là những quả cà tím dài đó mọi người ăn cũng rất là ngon anh chị ha Cà <laughs> tím dài này mà mọi người biết cái món nào mà hay hay á thì chia sẻ cho em với cả nhà mình cùng biết với nha. Còn đây là cà dĩa đó anh chị, một loại cà mà có quả rất là to nè và ăn cũng rất là ngọt anh chị ha. Ngày xưa thì cái loại cà này được trồng rất là phổ biến đó cả nhà, nhưng vào cái thời điểm này thì ít người trồng lắm anh chị, chủ yếu là họ trồng những cái loại cà như là cà pháo nè, cà dĩa da xanh với lại là cà ngọt, cà tím dài những cái loại cà đó thì nó thông dụng hơn đó cả nhà còn đây là em đang thu hoạch hẹ nè hẹ mà em trồng là hẹ ăn lá em trồng một lần mà thu hoạch đến nay chắc cũng hai ba năm rồi đó cả nhà ở đây có anh chị nào thích ăn cái đọt mướp không với lại là những trái mướp non nè bông mướp nè mình xào hoặc là nấu canh ăn rất là ngon anh chị ngày xưa em không biết đâu nhưng mà sau này có những cái anh chị nhắc em á thì em mới biết ăn và ăn ăn bị ghiền luôn đó cả nhà Tiếp nữa thì đây là một loại rau rất là quốc dân anh chị ha. Cải ngọt này thì gần như gia đình anh chị nào chắc cũng có dùng nó luôn á. Và em thích nhất là nấu canh anh chị ha. Nấu canh cùng với tôm khô á. Còn đây là cải bẹ màu gà anh chị. Một loại cải mà mình có thể dùng để nhúng lẩu nè. Hoặc là mình ăn sống. Hoặc là mình dùng để cuốn bánh xèo nè. Rồi là mình cuốn cùng với tôm. Tôm sống chấm mù tạc đó anh chị. <cải ngọt này> Tiếp nữa thì đây là hành lá nè. Hành này thì em trồng bằng hạt đó cả nhà. Tuy là nó hơi lâu và nó hơi khó chăm một tí Nhưng mà mình ăn nó rất là bền anh chị Bây giờ thì em tỉa một ít lá xà lách này Để mà ăn sống đó mọi người Cách mà mình thu hoạch kiểu này á Thì cái cây xà lách của mình ăn được rất là lâu luôn đó cả nhà Rau sống thì hôm nay em sẽ ăn kèm với lại lá bồ công anh Và lá đương quy Hai loại này thì nó có tính dược liệu cũng ok lắm mọi người Ăn rất là tốt cho sức khỏe Lá bồ công anh thì ăn nó hơi đắng một tí anh chị Còn lá đương quy á thì ăn nó rất là thơm nè Anh chị em nhà mình thử trong một ít đi Ăn nó rất là hay đó cả nhà Mà lại rất tốt cho sức khỏe nữa Tiếp nữa thì đây là những quả đậu bắp đỏ đó anh chị nè <laughs> Những cái màu nó cũng hay hay đúng không mọi người Anh chị nào mà chưa trồng á Thì mình thử trồng trải nghiệm thử cái giống đậu bắp đỏ này xem sao ha <laughs> Ăn nó cũng ngon giống như đậu bắp có quả màu xanh đó anh chị Còn đây là em đang thu hoạch những cái quả khổ qua xanh trái dài Mà em bọc ở trong cái chai thủy tinh như thế này nè có nhiều anh chị á hỏi em là làm sao để mà lấy cái trái khổ qua ra thì thực ra là em không có lấy ra nha anh chị <laughs> em để ở trong đây và em ngâm làm thuốc luôn đó mọi người ngâm thì em ngâm cùng với lại sinh tố lúa mạch em chọn cái loại sinh tố lúa mạch mà nó có cái độ cao một chút rồi bắt đầu mình vệ sinh cái phần mà trái khổ qua mình thu hoạch xong đó anh chị Xong bắt đầu rồi mình đổ vào mình ngâm anh chị ha Mình ngâm khoảng chừng 3 tháng là mình có thể dùng được rồi đó mọi người tiếp nữa thì đây là một loại rau rất là quốc dân anh chị nè <laughs> rau muống anh chị rau muống mà em trồng đây là rau muống lá tre một loại rau rất là giòn anh chị nếu như mà mọi người thích ăn cái loại rau mà nó giòn á thì anh chị thử trồng cái loại rau muống này nha tiếp nữa thì đây là bắp nữ hoàng anh chị một loại bắp ăn rất là ngọt và mình có thể ăn sống luôn nếu như mà anh chị có cần hạt giống của bắp nữ hoàng này nè và các loại hạt giống rau củ quả khác á thì nhớ ghé giỏ hàng của em để lựa chọn nha Bên em thì có đầy đủ các loại hạt giống rau củ quả luôn đó mọi người. Và nếu như mà anh chị có cùng sở thích với em á, thích trồng rau sạch nè, thích làm vườn thì đừng quên nhấn follow theo dõi em nha. Theo dõi em để mình cùng trồng rau sạch nhé cả nhà. Ok, bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà mình nha.